Anh em nhá, chào mừng em trở lại kênh của mình. Hôm nay thì mình đang tận cảnh làm full đồ chơi cho chiếc xe Hyundai Porter 150 của anh trai đến từ Hải Dương. Đấy, anh trai thì cũng tìm hiểu qua thông tin kênh của mình thì đã quyết định là anh trai qua ủng hộ các bạn nhá. Đây, hôm nay thì mình sẽ lên full chiếc đồ chơi xe Porter. Và trước đó thì anh trai cũng đã làm một số thứ đồ như kiểu như là cần thiết rồi, như kiểu tay gương cầu hay là về che mưa thì anh không thích cái tay gương cầu đen. Còn nay bên mình sẽ xử lý lại cái tay gương cầu Velux chrome, và thứ hai là thay toàn bộ cái về che mưa bằng màu đen luôn, à, màu mạ chrome, và thứ hai là lắp full đồ chơi các bạn nhá. Đấy, full đồ chơi bao gồm là ốp mâm này các bạn này, ốp mâm dạng giống hệt Tucson, và thứ hai là lên full đồ chơi, toàn bộ hàng là toàn bộ Auto Clover và Kyorong các bạn nhá. Đấy, một trong những cái đơn vị mà đẳng cấp nhất về đồ chơi Hàn Quốc. Đấy, hôm nay thì mình sẽ lắp full các bạn nhá, full hết đồ chơi luôn. Đây các bạn này, full đồ chơi này các bạn này, đó đây là đang bóc này. Bên trong đồ chơi nó rất đơn giản thôi, bên trong của nó là băng dính hai mặt. Đấy, anh em chỉ bóc ra các bạn này, đó, và dán vào thôi. Các bạn bóc cái lớp băng dính ra và dán vào các bạn nhá. Còn chúng ta sẽ dùng thêm một lượng silicone nữa để chúng ta dán thôi, rất là đơn giản luôn. Đây là bộ ốp mâm các bạn này. Đấy, ốp mâm xịn sò 100% chính hãng các bạn nhá. Con này là bánh trước là R15, bánh sau là R13, hàng xịn sò luôn. Đấy, 100% là Mobit luôn. Đấy, các bạn nhá, Mobit xịn 100% luôn. Đấy, đây đang lên full đồ chơi anh trai các bạn nhá. Ở đây là bên mình đang xử lý cái tay gương cầu. Đó, đang xử lý cái tay gương cầu các bạn nhá. Thay 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 pin. Đây, đang khoan lại tay gương cầu. Đợt trước thì anh ấy có khoan cái tay này các bạn này. Đấy, giờ nhìn nó không đẹp thì hôm nay thì mình khoan cho anh ấy lại cái bằng đinh tút tan gen các bạn nhá, để cho đẹp luôn. Đấy, giờ trước bắn cái đinh tút này không bôi keo cũng nhìn nó rất là điêu. Đó, và đợt trước có cái mạ này nó bị sờn hết rồi, tí mình sẽ bóc ra mình sẽ dán lại. Đây là chiếc xe mộc các bạn nhá, chưa lên đồ chơi này các bạn này. Tí mình sẽ lên đồ chơi xong mình sẽ quay cho bạn xem tiếp. Đó, bây giờ thì mình đang quay cho bạn xem toàn bộ khung cảnh. Đấy, rất là nhiều đồ chơi đang bóc đang dính ra. Đó, full hết các bạn nhá. Các bạn nhá, đây là đang bắn keo này, phủ đấy mấy cái chỗ mà trước anh ấy bắn một cái đinh rút, à, bắn đinh đi vít. Đấy, và mình bắn đinh tán luôn các bạn nhá. Đó. Đây đang lắp cái tay đinh cầu. Đây đang cầu Velux các bạn này. Đấy, hàng chuẩn luôn các bạn nhá, đúng tay cầu Velux luôn. Đấy, sẽ lắp phát đây. Đó, các bạn lắp cái vị trí ở đây nó đẹp, cho giữa nhìn cho đẹp quá. Các bạn đừng lắp lệch, các bạn cứ lắp ở giữa nhìn đẹp. Đó, các bạn nhá, rất là đơn giản luôn. Đó. Đó, mình đây là bắn đinh rút tạo gen các bạn nhá. Ok cho các bạn. Đó, chết luôn. Ok, đó, xong rồi các bạn nhá. Đó, xong cái tay gương cầu. Đang dán cái trụ A các bạn nhá. Đây nó dán trụ A này các bạn này. Cái trụ A này thì nó là cái giấy rất là mảnh cho các bạn ạ. Anh em chỉ việc bóc ra và dán vào cho mình thôi. Đó các bạn thấy không? Các bạn dán cái trụ A, đây là cái trụ A các bạn nhé. Đó. Đó, đây là trụ A các bạn nhé. Ok cho các bạn. Đấy, trụ A của nó thì nó là giấy rất là mảnh luôn. Trong khi bóc xong thì nó sẽ là bạc chrome các bạn nhé. Đấy, nó sẽ như này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Ok chưa? Ok nha các bạn nhé. Đây trụ A tiếp tục bóc các bạn nhé. Đấy, bóc hết. Cái này thì nó là đâu bình hai mặt thôi. Anh em chỉ việc bóc ra dán vào thôi các bạn này. Trước tiên là nó sẽ như này. Bắt đầu dần dần lên dần các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy không? Đây lên dần các bạn này. Đó, bắt đầu lên dần dần các bạn nhé. Thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ thay đổi hoàn toàn luôn. Anh trai lấy từ đời 2018 các bạn nhé. Đấy, bắt đầu 2018. Giờ mình sẽ lên bộ mâm các bạn nhé. Lên bộ mâm đi. Cho nhìn cho nó tổng thể nhìn cho đẹp coi nhá. Bây giờ mình sẽ lên bộ ốp mâm cho các bạn xem nhá. Bánh trước bánh sau. Bên nào cho em. Đây, mình sẽ lên bộ mâm. Đây mình rồi, rồi mình sẽ lên bộ mâm nhá các bạn nhá. Ốp mâm 5 chấu, à ốp mâm nhiều hoa của con này không cần đâu các bạn. Đây các bạn nhớ là nó có một cái nút van này, các bạn cho đúng van nhá. Con này đóng gần các bạn cầm tay đóng thôi, tôi biết đâu các bạn. Đấy, các bạn rất đơn giản nhá. Đó các bạn thấy không? Xịn sò một phát là vào luôn. Rất là đơn giản luôn.
Đây là bánh trước là R15, bánh sau là R13 các bạn nhé. Các bạn chỉ việc cho đúng vào cửa, các bạn đóng phát là vào luôn. Đóng nhẹ nhàng thôi các bạn ạ, không cần phải chắc chắn đâu. Đấy các bạn thấy không, một phát là vào luôn. Đó các bạn thấy không, ok cho các bạn, quá đẹp luôn. Đây là bộ mâm dạng giống như kiểu Tucson cả Santa Fe các bạn nhé. Nhìn rất là đẹp luôn, đây là xịn 100% hàng chính hãng. Đấy các bạn ạ, các bạn đang ngắm toàn cảnh lên bộ ốp mâm. Bánh trước bánh sau R15 lan giống như Tucson. Con này thì nó giống hệt Tucson các bạn nhá. Đấy, đây đang đóng toàn bộ các bạn ạ, lên giống hệt Tucson luôn. Đấy, bánh trước nha các bạn nhá. Các bạn lưu ý khi đóng thì chúng ta có cái van. Có cái van các bạn ạ. Các bạn đóng làm sao cho cái van nó vào đúng cái van. Đó các bạn đóng đây. Đấy, nhẹ nhàng vào luôn các bạn nhá. Các bạn đóng đúng cái cựa của nó. Cái van các bạn để cân, cân vào đúng cái lỗ chờ van đấy. Bánh trước nó có lỗ chờ van, bánh sau cũng có các bạn nhá. Đấy, thế là anh em đóng luôn. Thế là xong luôn, rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn nhìn này. Đấy, bánh sau thì cũng như vậy các bạn nhá. Bánh sau thì anh em cũng là như vậy thôi. Đây, chúng ta sẽ kỳ hai đầu gối hai bên, chúng ta cầm tay trong đóng. Đấy, thế là xong. Rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn nhìn này. Đó, ok chưa các bạn? Đấy, toàn cảnh bộ ốp mâm. Đấy, toàn cảnh bộ ốp mâm. Sau khi bộ mâm lên thì nhìn nó sẽ đẹp rồi các bạn nhá. Đấy, các bạn này nhìn rất là đẹp luôn này. Ok cho các bạn. Đây là gò má trên, gò má dưới. Đấy các bạn thấy không, các bạn chỉ việc đặt nó cân vào thôi. Sau đó các bạn kê và tự nó sẽ vào các bạn ạ. Bên trong thì nó băng dính hai mặt rồi. Các bạn chỉ việc bóc ra và dán vào thôi. Và các bạn có thể vẩy cho mình thêm một ít keo bên trong thì tùy các bạn. Đây chưa, cam bên này này. Đó, các bạn cứ căn theo cái dọc cái sống của cái này các bạn nhé, là các bạn sẽ hình dung ra các bạn dán. Đó, ok. Rồi. Đấy là dính kia. Đấy, các bạn dán như này các bạn. Đấy, các bạn cứ căn theo sống các bạn đặt vào thôi. Rất là đơn giản luôn, mọi thứ thì nó có vừa hết rồi các bạn nhé. Mọi thứ vừa hết rồi. Đó, các bạn có thể chỉnh lại được. Các bạn nhá, ôm gương, ôm chân gương, lật rồi xuống. Bắn lên keo chung, gương là bắn lên keo đi. Đây bắn keo. Đấy các bạn nhá, đây là ôm chân gương các bạn này. Đấy, chân gương riêng và gương riêng các bạn nhá. Nó bao gồm từng chi tiết một khác nhau các bạn ạ, không phải là giống nhau các bạn nhá. Đó thì anh em mua thì anh em cứ đọc cho mình từng bộ phận một, các bạn mua gương hay các bạn mua ôm chân gương thì các bạn phải đọc rõ cho mình nhá. Đấy các bạn thấy không? Đây là ôm chân gương và gương này. Đó các bạn thấy không, lên led căng luôn. Đấy, các bạn mua đi. Các bạn nhớ là đọc cho mình ốp chân gương, ốp gương riêng hoàn toàn các bạn nhá. Hai bộ phận này nó riêng hoàn toàn thì nó không chung nhau đâu. Đấy, các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Đó, đây là đèn gầm các bạn nhá, đèn gầm. Đấy, tất cả mọi thứ thì là có băng dính hai mặt rồi, anh em chỉ bóc ra và dán vào thôi, rất là đơn giản luôn. Đây là mình đang lên cái ốp mặt ga lăng các bạn nhá. Đây là mình đang lên cái ốp mặt ga lăng đây các bạn. Mình đang lên cái ốp mặt ga lăng các bạn nhá. Đây chú ơi, chú cầm căn này cho. Đấy, chỉnh đi. Đó, các bạn sẽ căn chỉnh làm sao cho nó vừa tròn đúng cái logo các bạn nhá.
các bạn cứ căn làm sao cho nó vào đúng cái logo là được, nó đẹp các bạn nhá. Rồi ra đây, ra đây, thú vị rồi, thú vị tự nhiên, vui tự nhiên đây rồi, cứ đặt thôi. Đây đang dán cái mặt ga lăng các bạn nhá, đây là, đây gọi là ốp mạ mặt ga lăng, số biểu tượng logo các bạn nhá, các bạn lấy, các bạn nhớ đặt cho mình là ốp mạ mặt ga lăng số biểu tượng logo. Đấy, các bạn dán như các bạn căn cho làm sao cho nó chuẩn tròn đúng cái logo các bạn nhá, rất là đẹp luôn, rất đơn giản. Đang dán cái hai bên trên, không cái này ở dưới trên nhá, không hình như cái này ở trên 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 cùng này, dán này xem cái từ từ xem có bị che mất cái chữ không, có một cái thanh ở phía trên này cho các bạn nhá, đây là ốp mặt logo mặt cabo. Đấy, các bạn nhớ là đấy, các bạn căn một đầu các bạn vuốt dần dần đều. Đó, các bạn đặt cân làm sao cho nó cân hai đầu các bạn. Các bạn dán nó bên trong là băng dính hai mặt, rất là đơn giản luôn. Đấy, các bạn cứ đặt cho nó cân hai đầu các bạn dán. Đấy, thế là nó sẽ không bị thừa. Đó, nhưng mà các bạn biết thôi. Rồi đấy, như vậy. Mấy con anh? Cả hai bên luôn à? Cả hai bên luôn à anh? Cả hai bên luôn đi. Ok anh. Đây là mình đang tiếp tục các bạn nhá. Đây là cái mặt chán các bạn này. Đó, đây là chán và mui. Hôm nay thì mình sẽ bóc lốt cái chán và mui các bạn nhé. Đây, đây đang dán cái chán các bạn. Đây thì các bạn cứ căn thôi, các bạn cứ căn làm sao cho nó vừa với hai đầu như cái trước thôi. Đó, các bạn cứ căn, các bạn cứ căn nha các bạn nhé. Đó, các bạn thấy không? Căn cho các bạn dán thôi, rất là đơn giản luôn. Đây là cái chán các bạn ạ, đây gọi là chán, ốp chán chứ còn gần mưa. Đấy, các bạn thấy không, đẹp căng nét luôn. Đó, ok các anh em. Quá đẹp luôn, đây gọi là cái chán các bạn nhá. Đó, các bạn dán như vậy, ấn nó cho mình nghe xong không. Đấy, các bạn thấy không, rất là đơn giản luôn. Đó, chán. Chim ngoại nhá, chim auto này các bạn này, đẹp nhất luôn. Mỗi một bộ này thì nó sẽ đi theo một con chim. Đó, các bạn nhá, các bạn cứ dán làm sao cho nó cân với cái chữ này. Đó, các bạn thấy không, đẹp tuyệt vời các bạn. Quá đẹp luôn, long lanh luôn các bạn nhá. Đó, full đồ chơi luôn. Đó, và bây giờ mình sẽ dán cái màu lóc trên này các bạn này, cái màu lóc trên này các bạn nhá, màu lóc đó. Màu lóc thì các bạn sẽ lau sạch cho mình đi. Đấy, cái này là đúng là đây, full đồ chơi rồi các bạn nhá. Thiếu mỗi cái mõm ở đầu xe của anh ấy thôi. Các bạn nhìn đẹp không? Lên sặc sỡ luôn, full đồ chơi luôn các bạn nhá. Ngay thì mình đang hết cái viền cua lốp, nếu có viền cua lốp nữa thì cho chấm hết luôn.
Lên các bạn nhé, bạn dán con chim trước khi lên nhé. Đó, bạn dán cho nó vào đúng cái vị trí của nó các bạn ạ. Đó, để trước khi lên chúng ta không bị cao quá. Đó, ok nha các bạn nhé. Rồi, ok, sau đó mình sẽ để trên nóc các bạn nhé. Đây, đây đang dán cái đây, các bạn cứ căn làm sao cho nó vừa với cái đường mép thôi thì nó sẽ ăn các bạn nhá. À, cho nó giữa chung ạ, cho nó giữa sóng này, cái sóng này ở giữa đây, bắt đầu cái đường chạy xuống này. Quá rồi, bên này quá rồi. Có nghe là đây là chung này, cái dọc đây nhá. Cái sóng đây này, đấy, cân ở dưới đây này, cân ở cái sóng trong cùng ấy. Đó, mình đang cân làm sao cho đẹp các bạn nhá. Đây rồi. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra rồi. Sang bên này một tí nữa. Sang bên đấy một tí nữa chung ạ. Để im nha. Đây để im nha, để im nha. Bên sau này một tí nữa, sau này một tí nữa đến đây này. Đó, cân. Mình sẽ đưa cái mui các bạn nhé. Đây cái mui, đây là mui Hàn Quốc xịn các bạn, lắp cho Potter 150, Potter 2, đấy, xịn 100% Hàn Quốc luôn. Đấy, giờ mình lắp cho nó sang mình qua. Cô ơi, đâu chưa? Bê bê lên cho bác kìa. Đây chú. Anh em bê chú em lên phát. Anh em bê chú em phát. Đấy. Đó, đặt lên cái lóc các bạn nhá. Rất là đơn giản luôn. Đó, các bạn thấy không? Ta sẽ đừng ghế đây, anh ơi ghế đây anh này, anh ơi ghế gì ghế cho xem, đấy các bạn thấy không, đó Hàn Quốc chuẩn nha các bạn nhá. Các bạn bắt xong thì các bạn sẽ chỉ được để cái T12 các bạn bắt lên là hoàn cảnh như thế này các bạn nhá. Các bạn thấy không, ok chưa các bạn? Ok rồi, sau đây mình LED 2 chế độ, chúng tháo bên, tháo bên. LED 2 chế độ các bạn nhé. Đây là bóng T-Pro 12. Con này nó sẽ có 2 chế độ các bạn nhé, sáng vàng và sáng trắng. Đấy, giờ mình sẽ lắp cho anh ý này các bạn này. Đây. Con này nó sẽ có 2 chế độ sáng vàng và sáng trắng, hàng đúng công ty luôn các bạn nhé. Các bạn chỉ việc xoáy ra và lắp vào nó rất là đơn giản. Ở đâu các bạn rút rắc ra, cho các bạn xoáy cái bóng đèn zin ra là xong. Đó các bạn nhé, các bạn xoáy bóng đèn zin ra các bạn này. Rất là đơn giản luôn. Cái đó các bạn cắm nó vào thôi. Các bạn nhớ là nó có cái ngạnh thì các bạn bấm đúng ngạnh cho mình nhá, rồi nó sẽ vào. Nó có 3 ngạnh. Tất cả. Rồi, cho các bạn xoáy nó vào đó. Là nó sẽ vào đó các bạn nhá. Gầm các bạn nhá. Gầm LED 2 chế độ. Đang thay đôi bóng đèn gầm LED 2 chế độ các bạn nhá. Bóng đèn gầm LED 2 chế độ. Anh bật cho em phát. Rồi xuống này bật đắng xong đúng đúng xuống ghế nó mới lên nữa.
Chơi ạ, chơi bật anh ạ. Đây, anh bật tắt cho em phát xem nó đổi màu luôn anh ạ. Đây đang lắp đôi bóng đèn led gầm các bạn nhá, hai chế độ vàng trắng. Đó, lên vàng này. Anh bật lên đi, anh bật lên phát nữa. Nó lên vàng luôn ạ. Đó, vàng các bạn nhá. Ok cho các bạn. Đấy. Đây các bạn, sáng vàng này các bạn này. Đấy, bật vàng. Cái này các bạn đơn giản thôi, các bạn chỉ bật tắt các bạn nhá, bật tắt nó sẽ chuyển màu. Đấy, đây đèn gầm hai chế độ. Đó. Cho Hyundai Porto 150. Đấy, các bạn thấy không? Trước đấy đèn pha của anh thì anh cũng đổi rồi các bạn nhé. Anh cứ bật tắt là nó tự đổi thôi. Trên này của anh dùng xe lông rồi à? Trên này dùng xe lông rồi à? Đấy, ngon rồi, đấy ngon rồi anh ạ. Bật tắt là tự đổi màu ạ. Đấy, bây giờ sẽ chuyển sang trắng các bạn nhá. Chuyển sang trắng này các bạn này. Đấy, ok cho các bạn. Đấy, các bạn cứ bật tắt nó sẽ đổi màu thôi. Vâng ạ. Đây, anh xem còn gì nó lót cho bác luôn. Đây, trong cabin thì đầy đủ hết đồ các bạn nhá. Ok rồi các bạn, đây ba từ bắt như này. Hello mọi người nhá. Cuối cùng thì sau hơn 2 tiếng thì cuối cùng mình đã làm xong cho anh trai. Đấy, full đồ chơi xe của Hyundai Porter 150. Đấy các bạn nhá, full đồ chơi này các bạn nào. Hiện tại thì đang đóng nút cái răng đỏ cho anh một đoạn. Cho được sức mép cửa. Đây là full đồ các bạn nhá. Đây là full toàn cảnh luôn các bạn này. Đây hôm nay là mình lắp cho anh trai full, sau hơn 2 tiếng full đồ chơi luôn các bạn nhá. Không thiếu cái gì luôn, từ A đến Z. Đây thì mình sẽ quay lại và mình sẽ nhắc lại từng món một để khi anh em mua của mình thì các bạn đọc đúng cái tên thì mình sẽ bán cho các bạn, thì các bạn sẽ dễ hơn để đỡ bị nhầm lẫn. Đây là ốp tay mở cửa các bạn nhá, ốp tay mở cửa ngoài thì nó sẽ có hai bộ phận, đây là tay mở cửa và lòng, lòng nó sẽ riêng các bạn nhá, tay vào lòng riêng. Đây là ốp lẹp chân kính các bạn này, lẹp chân kính. Đấy, còn đây là trụ A, đây gọi là trụ A các bạn nhá, trụ A này. Đây là về che mưa cánh cửa. Đấy, ra đến gương thì nó sẽ có hai bộ phận, đó là ốp gương. Đấy, ốp gương thì nó sẽ có gương điện và gương cơ, các bạn đọc cho mình đúng đời nhá. Và đây là ốp chân gương. Đấy, dưới đây thì một tí thì là nó sẽ có đèn xi nhan cánh cửa. Dạ ok anh. Dạ. Rồi. Nó sẽ có đèn xi nhan cánh cửa. Đấy các bạn nhá, đèn xi nhan cánh cửa. Đấy, đấy là những ốp. Và sang đây ngoài thì nó sẽ có cái gò má. Gò má thì nó sẽ có hai bộ phận, gò má trên các bạn sẽ sang từ đây xuống đến đây, còn đây là gò má dưới. Đấy, thì các bạn mua thì các bạn nhớ đọc cho mình là gò má trên, gò má dưới. Sang đến phần này thì sẽ có ốp pha đèn, nhưng hôm nay đèn pha đèn của anh thì mình hết. Đấy, còn dưới này sẽ có ốp đèn gầm. Đây là ốp đèn gầm, còn đây là ốp mặt biểu tượng logo. Ốp mặt biểu tượng logo các bạn nhá, nó sẽ có hai bộ phận này và bộ phận này. Đây là ốp mặt của logo này. Ở dưới này thì là đây là gọi là ốp chống sẽ cần gạt mưa các bạn nhá, gọi là chân kính, chân kính. Và các bạn gọi là ốp chống cần gạt mưa cũng được. Đấy, biến to đùng từ bên nọ sang bên kia. Thì nó sẽ có con chim auto cover đây. Đấy các bạn nhá. Còn đây là ốp cần gạt mưa thì các bạn cũng không hiểu lạ rồi. Cần gạt mưa thì nó sẽ có hai kiểu, một là kiểu hình lá cây. Thì nó sẽ có lá cây nha các bạn. Hai là hình không lá cây. Đấy, đấy là cái đầu xe các bạn nhá. Lại còn sang bên phụ thì nó sẽ có cái gương. Gương thì nó sẽ có hai màu, gương đen và gương inox. Đây là gương inox các bạn nhá, gương inox. Đó, bên này thì nó giống như bên kia thôi, nó sẽ gồm gương này, chân gương, về che mưa, tay mở cửa. Ở đây nó sẽ có cái góc ở dưới cua lốp nữa. Đây đó các bạn nhé, đây là hôm nay là 20 chi tiết. Đây là ngày hôm nay nó sẽ rơi vào 22 chi tiết là bộ phận ở cái viên cua lốp và cái đèn pha đấy, thì nhưng mà mình hết hai cái món đấy đó, vì đằng sau này có đây gọi là góc cua này các bạn này, góc cua đằng sau cabin đó các bạn nhé. Đấy toàn bộ đồ hôm nay mình làm cho anh trai và có đèn hậu đằng sau nữa. Thì đây là bộ ốp mâm này các bạn này, đây bộ ốp mâm này là ốp mâm Tucson các bạn nhé, giống như kiểu Santa Fe và Tucson. Đấy, rất là đẹp luôn. Ok cho các bạn. Đấy, còn bên trong của nó là nội thất. Đấy, bên trong là nội thất các bạn nhá. Bên trong là full nội thất bên trong. Đấy, full toàn bộ nội thất bên trong bao gồm đấy các bạn này. Tay mở cửa công tắc rồi mấy cái quạt gió. Đấy các bạn thấy không? Đấy, toàn bộ đồ chơi bên trong full. Full nội thất bên trong. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, còn đây là đang đóng cái răng đỏ các bạn nhá. Đóng cái răng đỏ. Đóng cái răng đỏ để cho nó không bị sức mép cửa. Đấy các bạn, đóng cái răng đỏ không xếp mép cửa. Đấy, rất là đơn giản luôn. Đấy, đấy là toàn bộ đồ chơi là xong các bạn nhá. Đấy, và sau là đèn hậu nữa thôi. Hôm nay là full, trên này thì là màu lóc. Trên này thì là màu lóc các bạn nhá, màu lóc. Đấy, trên này là màu lóc các bạn nhá. Đây gọi là cái màu lóc các bạn nhá, đây gọi là màu lóc. Đây là chiếc đăng ten. Đấy, full hôm nay là 20 món. Và cái của nó tất cả tổng là 22 món. Nhưng hôm nay là 20 món, còn thiếu mỗi 2 món. Đấy các bạn thấy không? Đây là màu lóc này.
trên đăng ten. Trên này là ốp, trên này là gọi là màu mưa gió, mưa lớp gió thấp của Hàn Quốc. Đấy các bạn nha, mưa lớp gió thấp của Hàn Quốc. Đấy, thế là xong các bạn nha, full đồ chơi luôn. Sau thì sẽ có ốp đèn hậu các bạn nhé, ốp đèn hậu đây các bạn. Đó, anh em cũng chỉ được bóc băng dính ra và dán vào thôi. Đấy, xong các bạn nhé, toàn cảnh xe của anh trai mới đét luôn. Đấy, ốp mâm rất đẹp luôn đúng không ạ, full đồ chơi của anh trai luôn. Đấy, okay. Vâng, xong rồi, em cảm ơn anh nhá, thank you anh. Dạ dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ, thank you anh. Có gì alo cho em. Cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Đấy, thì cuối cùng thì cũng đã làm xong cho anh chị các bạn nhá. Đấy, full đồ chơi cho anh trai luôn, không thiếu một thứ gì từ A đến Z các bạn nhá. Đó. Đây, bây giờ thì anh chị sẽ quay về Hải Dương. Đây, mình sẽ quay cái đoạn anh chị di chuyển các bạn nhá. Đây, mình sẽ quay cái đoạn chiếc xe di chuyển trên đường cho các bạn ngắm, nó sẽ toàn cảnh nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đó các bạn thấy không? Đấy, như này là full hết đồ chơi các bạn nhé, không thiếu thứ gì luôn của Hàn Quốc từ A đến Z, và toàn bộ hàng là Auto Clover và Kia Đông các bạn nhé, chứ không phải là hàng hàng ngoài, toàn bộ hàng hãng hết. Đấy, từ cái quay vô lăng thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái bánh xe nó quay quay các bạn rất đẹp luôn. Đấy, ok cho các bạn. Đó, bóng led gầm hai chế độ rồi, ốp la răng luôn các bạn, ốp la răng luôn. Đấy, đây mình đang tiến lại gần nhá, mình sẽ quay cho các bạn xem cái vòng bánh xe nó quay. Đó, các bạn đang ngắm toàn cảnh chiếc xe của anh trai full đồ chơi. Đó, các bạn nhìn thấy bánh xe là quay chưa? Cảm ơn anh chị rất là nhiều nhá. Đó, bánh xe là quay rất đẹp các bạn nhá. Anh kêu anh chị rất là nhiều luôn. Có gì anh em ủng hộ mình nhá, các số điện thoại là 0978 23083 và 0978 23038. Có gì mọi người vào đúng cái phụ tùng ô tô Nhật Đức này giúp mình nhá. Anh em vào đúng phụ tùng ô tô Nhật Đức giúp mình nhá các bạn nhá.